chị đến từ ba miền và tất cả mọi người phương xa hôm nay đến dự những cái buổi tiệc anh chị em Bắc Trung Nam. Bữa tiệc là trên phương diện thân mật và để kết nối tình anh em bằng bốn phương. Hôm nay em sẽ trân trọng giới thiệu với mọi người những anh chị và để làm quen với tất cả mọi người. Xin mời mọi người. Mọi người ạ, hôm nay sẽ là một người anh rất là quen thuộc ạ, một trong những người là thuộc ban tổ chức và chúng ta lại tiếp tục giao lưu với một trong những người anh, một trong những người tạo nên cái buổi họp ngày hôm nay đã rất mất là kỳ công, với cả là một trong các ban tổ chức mà bấy lâu nay gây dựng lên hội. Mới với cả cái hoạt động